Chào các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ thử cái con này mình mới mua được ở chợ chơi. Giá cả rất chi rẻ nhưng mà mình thấy là cái này sẽ phục vụ cho cái làm clip hợp lý. Quá nhỉ. Cảnh khoảng không ở trên không cao ấy. Rất đẹp mà giờ phải chi phí rẻ. Không có đắt. Nó rẻ lắm. 200 cu, 300 cu. Mình tìm được một con vừa vừa. Đây, cái này là cái điều khiển của nó. Sử dụng cái này cũng rất hay. Mình sẽ chỉ dẫn qua cái cách sử dụng cho các bạn xem nhé. Thứ nhất, cái con này có tên là Flycam camera này, Full HD cũng chuẩn lắm ấy. Và có điều khiển. Và các cái nút điều khiển, thứ nhất là bật nguồn này, cái này là quay từ vị trí cũ này. Đây là quay vị trí cũ này. Và cái này là giữ đứng vị trí một cái vị trí nào ở trên không. Đây là hai điều khiển lên xuống và sang trái sang phải. Nhưng để trước tiên mình và sau đây con có này. Đây này là lên xuống này, chụp ảnh và camera. Nó như thế thôi. Để khởi động chiếc Flycam này, tất cả đều làm cũng đơn giản thôi mà. Đây, trước tiên bạn phải bật cái khởi động lên. Đó, mình khởi động lên nhá. Và thằng này cũng phải khởi động lên. Đấy, bạn sẽ nghe tách. Khi khởi động lên ấy, là nó sẽ cái công đoạn tiếp theo đó là cái công đoạn mình cần phải làm, đó chính là quay thiết kế thì GVS thì mình phải làm một cái thao tác như thế này. Cầm hai cái này như thế này, một cái lên một cái xuống, hai cách như thế là được rồi. Bây giờ mình sẽ quay nhớ như kiểu mốt. Và chỉ cần 3 cái là được rồi. Camera lên trời. Tiếp tục. 1 2 3. Như vậy là được. Đây, các bạn thấy chưa? Lúc này cái bóng, tất cả các bóng đều sáng rồi, màu chuyển sang màu hồng rồi. Như thế này là được rồi. Bắt đầu. Mình phải thử nha. Alo, nào chúng ta thử bay nha, bay thử xem thế nào nha. Đấy, nó đã lên rồi đấy. Ở tầm cao này thì mọi người nhìn thấy thế nào? Mặc dù là nó không có bật căng nét lắm nhưng mà nhìn cũng được nhỉ. Với cái giá như vậy mà mình có thể quan sát như thế này là tốt rồi. Nhưng mình chưa điều khiển thành thạo cho nên là nó còn lán. Và đặc biệt là hình như có gió nữa. Con này sức chịu đựng của gió vẫn không được tốt lắm. Nhưng mà cũng thấy thế này là ok rồi. Các bạn nhìn thấy không? Đây mình quay ở mức thấp này. Đang ở mức thấp và ngang đầu mình ấy. Bây giờ mình cho lên này. Nha, ta thử lên nha. Lên cao nào. Lên này. Lên ở mức này là cao lắm ấy. Đấy, có thể nhìn qua là cái thành phố bên kia. Cực nét luôn ha. Đấy, mình thử quay xung quanh xem thế nào. Về độ quay của mình không, vì chưa có cái màn hình ở dưới cho nên là quay mình không kiểm soát được cái độ quay nó nhanh chậm như thế nào, nên là hình ảnh nhiều khi không có, nó nhanh quá. Nhưng mà mình sử dụng cái Flycam này mình phải quay thật chậm thì mình có cái giữ được cái hình ảnh nét. Đây là mình làm cái thử nghiệm này cho mọi người xem là cái thằng Flycam này rất chi hiệu quả trong cái làm vlog. Nếu các bạn nào mà có nhu cầu mua thì ra ngoài chợ chơi mua, nó cũng rẻ lắm, ngoài chợ chơi rẻ, còn nó mua các cái siêu thị thì nó đắt lắm. Còn Flycam này hàng Trung Quốc nhưng mà nó giá siêu rẻ, ở ngoài chợ chơi nó rẻ, có 200 đến 300, 400, 500 cu giờ. Mình nhớ ra xuống nha, đấy, đạp xuống bằng chế độ từ xuống. Như vậy là ok.
quay lên cái cánh đồng này xem thế nào, các bạn nhớ xem này. Đấy, nó cũng đấy, còn bên kia là cánh đồng dâu hôm trước mình có quay, bên bên phía bên này là cánh đồng đồ hoa lan. À, mình thử cho cái thằng con flycam này bay lên cái cánh đồng này xem coi như thế nào. Đấy, để chuẩn bị ta cho bay thẳng sang bên cánh đồng nhá. Đấy, đây là cái vườn này, vườn dâu hôm trước mình quay này. Bên kia là dương, mọi người vẫn còn hái nhiều lắm. Quay ở cự ly này là rất xa đây này. Đấy, chuyển sang bên cánh đồng đầu hoa lan này. Hoa màu trắng rất đẹp, nhưng bay cao quá nên là thu nó không nét lắm. Đấy, tần sang phía bên kia là cả cái bờ sông. Có một cái bờ sông phía bên sau cái cánh đồng đầu hoa lan này. Đây, đây, đây. Nhìn thẳng thế nào. Đấy, mình bay cũng hơi nhanh ấy. Ừ, thấy con flycam thế này là cũng ổn rồi. Ừ, quay nét phết đấy. Thì thôi mình chỉ thử đến đây thôi nha. Có gì là mình sẽ giới thiệu các bạn sau nhé. Còn flycam